Rồi, Dũng của Đất Phú Yên xin chào tất cả nhà anh em đam mê chim cu gáy. Hôm nay mình sẽ đưa lên cho anh em xem một con bổi mới bắt hơn một tuần thôi. Đồng khoe thổ, mọc hậu, nước non là đầy đủ, có thúc gu, có dặm 1, dặm 2, và ngồi rất là chuyên leo, và vừa là bắt được mồi cây, gu rất là cứng, reo vô là ké một búi mới bắt được con chim bổi đồng khoe này. Thì con này thì tiếng nó rất là tốt, mọc gục rõ ràng, âm giọng hay, tròn tiếng. Ở ngôi thì cái tiếng của nó là nghe là quang rất là xe. Còn vèo thì nói chung con chim này cái tốc độ gù rất là nhanh. Chuyên là gù thôi. Còn rớt vào thớ thì nói chung con chim này nó nhận con chim lông là mình nghe chỉ là cảm giác thôi nha anh em. Bây giờ bắt vừa thì cũng để gáy rồi, chuyên gáy rồi. Lâu lâu thì cũng nghe nó gù sáng mọc hai trang thôi. Nhưng mà chỉ là gù ban đêm thôi nha anh em. Cái con mà ban ngày thì chưa nghe. Chỉ ban ngày thì nghe giống thôi, đa số là giống thôi. Rất là xuyên giống. Thì con này là một con cu vừa hay. Nhưng mà đặc biệt là nó rất là dài nha anh em. Con bối này thì nó dài gần 1 gram tay mình vậy đó. Không những dai mà đều mặt rất là đẹp. Mắt sâu. Ngọc là nô đưa vào phía trước. Còn cái miệng nó thì thét rất là đẹp nha anh em. Cái mắt nó đóng trong vàng. Nhìn nó rất là đẹp. Và bộ cườm thì tuyệt vời. Nói chung là tổng thể cái thu nó thì sau này sẽ ra một con mồi tương lai nha anh em. Còn cái độ nước chơi với giang gù thì anh em không cần phải suy nghĩ rồi. Thì con này bắt vào bằng lồng lá nên nó để dĩ và chày những cọng lông trên này thì và rụng những cọng lông trên này rất là nhiều. Và chưa có ra hết nha anh em, chỉ mới lúp búp thôi. Chân thì còn màu chân của rừng, không có được khô mốc lắm. Chân còn đỏ ướt nhưng mà hai bên nhơn đẹp. Con này thì dài và đứng cong lại nha anh em, như con tôm vậy đó. Còn khung cườm thì anh em thấy khi khung cườm nó thì anh em mai mốt nó lên mồi thì anh em chỉ cần bật cái mặt quy lồng vào thôi, chiêm ngưỡng cái giang đọt nó và cái thu nó thôi thì anh em cũng đã kèm giác rồi. Thơ cái thu nó nha nhà nè. Màu lông hậu thì đẹp, quang. Ngực thì nói chung là vừa đẹp to mà con chim mà rất là dài nha nè. Con bối này thì anh em nuôi lên, đào tạo sau này là lên làm mồi thì tuyệt vời thôi. Không bao giờ sợ tôm công mà tôm thóc nha nè. Lông ngực của nó thì màu hồng, hồng rực thôi, rất là đẹp. Dù con nó cũng màu hồng đó nhưng mà nó không có bằng con này nha anh em. Con này thì nó quá là đậm. Rồi, mình xin chào tất cả những anh em nào vừa xem trong cái video của con bổi đồng khoe thổ mọc hậu tốt tiếng, rất là cứng gu này của mình nha. Rồi, đánh giá nhìn nhận thì tùy thuộc vào mỗi anh em chơi lâu, có kinh nghiệm nhìn nhận khác nhau. Rồi, mình chào anh em.